Đây, bưng máy đặt cái thùng. Cái thùng bông đây bông này lần trước mình có rồi, nữa nhiều đó. Lát mình cho coi cái tấm hình chưa. Bây giờ nói thì chắc cũng không ai biết. Đây, mình bỏ dai rồi. Mình bỏ nha, đây, từ từ nó gói trong cái bìa này. Đó, cái bìa nói à, nhưng mà mình mua bao nhiêu mì. Trong này à. Cái đây nó rõ giờ cái củ thôi. Đây, cái củ. Cái củ bỏ đất vô. Đây, củ bỏ đất vô đây. Mình tháo nha. Đây, mình mua bao nhiêu củ nha. Một củ, hai củ, ba. Tại có màu nhiều lắm. Cái bông này có màu trắng, màu đỏ, màu xanh. Nhưng mình mua đủ là màu 1, 2, 3, 4. 5 6 7 8 8 cái. Cái đây hiện tại mình đổ nước vô. Mình ướt nè. Đổ nước vô 8 cái. Được rồi. Nó bỏ trong bì này. Cái bì này giờ mình tháo ra. Cái bông là từ Hà Lan à, thấy không? Ở Hà Lan. Màu đỏ ha, màu đỏ. Còn cái màu gì? Màu gì hình như cũng đây. Và mình mua 3 cái túc. Ui trời má ơi. 3 cái túc hả? Cúc cái túc đây, bamboo đây. Túc này thì mình mua đặt luôn. Nhưng mà lấy gì à? Đây, cái loại đây mà mua cái keo sao đây. Cái này tiếng của nhì để biên là bamboo. Đây. Cái túc này nhà mình có nhiều 4-5 cây. Chào cây. Đây, cái túc này là không biết sao mình tầm nó không có để hết bia lắm mẹ để giữ nè coi kìa mấy kia cũng rồi coi dưới kia cũng rồi nó chưa để nha ai biết đâu coi đây mình có lâu năm rồi nhưng mà tại sao bây giờ mất đội để Halloween nữa các bạn ơi. Đây mình cổ đây mọc nè thấy mọc không mọc cũng cái nụ rồi nó bán là bán cái ngốc này thôi dưới mình mua có thì mắc lắm á mà giỡn đâu trong tiệm thì người bán có cái cây mọc luôn rồi tại người bán lâu còn đây mấy hàng mấy gì gỡ cái cổ này thấy cái nụ không cái nụ này. Cho xem mặt ngu quá. Đi một đàm một tầm vô. Tầm vô. Cái bụng cái mặt. Rồi. Cái tốt rồi. Quá trời tốt không? Ngắm một tầm xong rồi. Quá trời mọc luôn. Mình đổ chất rồi vô thì nó không có một cỏ. Vườn bông này cái đây cái nụ chưa ấy ngâm này bông hồng chưa mọc ta bông hồng mọc tở thật á bông này nó mọc một lần thôi một lần một thôi sau đó thì ngâm bị tàn đi cái tàn đi thì hết thì ngâm xong một tiết